Chào anh chị đã quay trở lại với thị trấn Địa Trung Hải và phân khu Shophouse Center Nam Phú Quốc, một cái giá trị sinh lời bền vững. Mỗi con đường tại khu phức hợp Sun Grand City Hillside Residence ở Nam Phú Quốc đều được lấp đầy bởi những hệ thống tiện ích đa dạng dẫn về Shophouse Center, trái tim thị trấn Địa Trung Hải với cái giá trị kinh doanh thương mại dường như là vô hạn. Và Shophouse Center sở hữu cái địa thế tựa đồi và hướng biển hiếm có. Và đây cũng là cái dự án duy nhất tại Phú Quốc mà chúng ta có cái vị trí Shophouse cực kỳ đặc biệt này. 364 căn Shophouse Center được phân bổ đều trên triền đồi bờ Tây Nam đảo Ngọc. Phía trên là tổ hợp căn hộ cao tầng đầu tiên của Phú Quốc, phía dưới là bến cảng phồn hoa Sun Prima Village Primavera sát mép biển, bao bọc bởi hệ thống 60 tiện ích đẳng cấp, du khách dễ dàng tiếp cận phân khu The Center theo nhiều cách với nhiều tuyến đường khác nhau. Và đây là những hình ảnh về Shophouse The Center. Chủ đầu tư đang thần tốc thi công và hoàn thiện dãy Shophouse này. Chúng ta có những cái dãy trên cao nhất và có thể view được cả biển cũng như là view được cả về khu đô thị An Thới, đó là cung đường Taormina. Giống như cái câu ngạn ngữ nổi tiếng, mọi con đường đều dẫn về thành Rome, thì tại thị trấn Địa Trung Hải Nam Phú Quốc, mọi con đường đều dẫn về phân khu The Center. Nơi đó có cái vị trí đắc địa nhất, tâm mạch của thị trấn với đầy đủ hạ tầng tiện ích đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và trải nghiệm của du khách. Từ hướng đông nam, nơi có cái bãi đậu xe và đồi vọng cảnh, du khách đi theo những cái cung đường như Milan, Sorrento 1, Burano để khám phá hệ thống tiện ích của Shophouse Center và dễ dàng kết nối trực tiếp vào thủ phủ F&B của thị trấn Địa Trung Hải. Trung tâm thưởng thức những cái chuỗi ẩm thực, nhà hàng phong cách Nhật Bản, châu Âu, nhà hàng bia, nhà hàng là hải sản à la carte. Và trong khi đó thì du khách khám phá thị trấn xinh đẹp này từ hướng Tây Bắc, nơi kết nối trực tiếp với đại lộ New An Thới và khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của đảo Ngọc, Sun Grand City New An Thới, lại có những trải nghiệm khác biệt. Đây là cái cửa ngõ của mọi luồng giao thông quan trọng, đường chính đưa du khách đến Gadi Cap Treo và lối lên khu căn hộ cao tầng, kết nối vào bãi đất đỏ và lối đi dạo bộ xuống biển đều rất là thuận tiện. Và chúng ta đang có những hình ảnh tại khu vực trung tâm của 8 tòa căn hộ Sun Grand City Hillside Residence. Chúng ta sẽ view xuống toàn bộ những công trình nghìn tỷ phía dưới, bao gồm khu tiện ích trung tâm Central Village cũng như là Cap Treo Hòn Thơm, rồi những cái dãy Shophouse Primavera ở mép biển phía dưới. Và với cái lợi thế về tâm điểm về giao thông trở thành cửa ngõ của thị trấn, các căn Shophouse Center trên những cung đường như Amalfi, Milan, Taormina sẽ là những hình ảnh đầu tiên chạm mặt du khách, tạo nên những xúc cảm choáng ngợp khi đến với thị trấn Địa Trung Hải. Chưa kể nơi đây còn có những cái địa hình mang đặc trưng của Địa Trung Hải nhất, với các cái tầng cao view biển giúp cái tầm nhìn vượt trội hơn tất thảy các cái sản phẩm Shophouse tại các vị trí khác của chủ đầu tư Sun Group cũng như của các chủ đầu tư lớn khác đang đầu tư tại Phú Quốc. Và nói về giao thông nội khu thì các căn Shophouse nằm ở giữa phân khu The Center, kết nối trực tiếp vào Gadi Cap Treo An Thới thông qua các cái tuyến đường nội bộ của khu được quy hoạch bài bản. Du khách chỉ mất vài bước chân để tới các cái bãi biển công cộng, khám phá lâu đài Địa Trung Hải, tiện ích trung tâm Central Village, cầu hôn sau trình diễn Vortex, khách sạn Curio by Hilton. Và dòng khách lưu trú hơn 1.000 căn hộ cao tầng ở phân khu The Hill, The Sky và The Sea trên đỉnh đồi cũng dễ dàng men theo các cái bậc thang Tây Ban Nha Spanish Step và các bậc thang tiểu cảnh trong phân khu Shophouse Center để trải nghiệm những cái công trình đã trở thành biểu tượng của thị trấn Địa Trung Hải. Đây là những hình ảnh về thị trấn Địa Trung Hải được quay vào ngày mưa. Và nhìn ở góc độ này thì chúng ta thấy một Địa Trung Hải rất là lãng mạn và nên thơ. Không có ánh hoàng hôn nhưng chúng ta có một cái màu nước biển xanh lam ngọc, cũng như là những công trình mà Sun Group đang kiến tạo như những căn Shophouse hay là những công trình biểu tượng tại bờ Tây Nam đảo Ngọc Phú Quốc, nó làm nổi bật hoàn toàn cái dự án này lên. Và đây là một trong những cái thị trấn tiện ích ngập tràn và kinh doanh đắc lợi. Trên cái thế đất thuận phong thủy là lưng tựa đồi và mặt hướng biển, hệ thống Shophouse của phân khu The Center nằm tại cái vị trí trung tâm của trung tâm, sở hữu cái tầm nhìn ôm trọn biển trời Nam đảo và bến cảng phồn hoa.
Khu vực Đông Nam của dự án được bao quanh bởi gần 40 tiện ích, nơi có các cái điểm đến của biểu tượng, của những công trình biểu tượng. Rồi đây sẽ là làm nên những dấu ấn kiến trúc của Nam đảo như cổng thành Gavi, cột đá Pompey, quảng trường Con Sò, và mà bất kỳ du khách nào muốn check-in để ghi dấu mình đã đặt chân tới thị trấn Địa Trung Hải. Và những căn nhà phố thương mại với hai mặt tiền đường Sorrento 1 và Milan có thể vận hành nhiều mô hình kinh doanh, đặc biệt là khả năng tiếp cận gấp đôi cái lượng khách được dự báo sẽ đổ về đây để trải nghiệm. Không kém cạnh thì các tuyến phố Shophouse phía Tây Bắc được bao quanh bởi các cái cảnh quan mang linh hồn của các khu đô thị sầm uất châu Âu như đài phun nước, bậc thang, bậc đá được thiết kế tỉ mỉ, tinh xảo, chắc chắn sẽ níu kéo những bước chân du khách trải nghiệm. Và những căn Shophouse Center tại hướng này cộng hưởng với sức hút hàng trăm căn Shophouse sát biển thuộc tổ hợp San Prima Village Primavera, tạo nên một cái hệ sinh thái kinh doanh thương mại sầm uất bậc nhất thị trấn Địa Trung Hải. Chúng ta có thể gọi đây là một thị trấn không giờ. Đặc biệt với những căn Shophouse trực diện tháp đồng hồ và tổ hợp Central Village nằm tại trung tâm của phân khu The Center, được bao quanh bởi hơn 30 tiện ích. Bởi thế mà dễ dàng dự đoán được cái mức độ sầm uất của các khu Shophouse tại khu vực này. Và chúng ta đang có những hình ảnh về khu vực trung tâm. Đây là trung tâm và đây là Central Village. Đặc biệt là những căn Shophouse có hai mặt tiền vốn đã chiếm đến hơn 70% số lượng Shophouse tại khu vực trung tâm này. Và những con phố Shophouse The Center hay là Primavera đa sắc màu với kiến trúc cổ điển xen lẫn hiện đại sẽ dẫn lối hành trình trải nghiệm tâm điểm, thu hút trọn vẹn các lượt traffic của khách hàng, khách du lịch tới khám phá thị trấn Địa Trung Hải. Còn với giới đầu tư thì đây chính là những cung đường vàng cho các hoạt động kinh doanh, khai thác dịch vụ đáp ứng theo nhu cầu của khách, từ ẩm thực, cà phê, chăm sóc sức khỏe hay là lưu trú mini hotel. Chẳng bao lâu nữa thì một The Center thuộc dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence sẽ thực hiện được cái khát vọng thịnh vượng của đảo Ngọc với những căn Shophouse sáng đèn 24/7, tấp nập du khách, từng bước đưa Nam đảo trở thành thủ phủ du lịch và nghỉ dưỡng, giải trí thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Chúng ta đã có những căn Primavera của giai đoạn 1 thì cũng đã có những khách hàng đầu tiên về hoàn thiện và kinh doanh. Và dự kiến sau khi mà đại dịch ổn định thì thị trấn Địa Trung Hải sẽ trở nên sầm uất. Và đây cũng là một trong những cái điểm mà khách hàng vừa có thể lưu trú, vừa có thể sử dụng dịch vụ hay là sử dụng các cái tiện ích vui chơi giải trí ngay kế bên. Và đây cũng là nơi tổ chức các cái sự kiện hàng năm lớn của tập đoàn Sun Group, ví dụ như là lễ hội bắn pháo hoa hay là lễ hội đón chào năm mới, các cái show trình diễn về thời trang, về triển lãm, về nghệ thuật, về ẩm thực, thì đây sẽ là cái điểm đến. Và ngoài ra thì ở đây sẽ có những công trình biểu tượng cực kỳ đặc biệt. Chúng ta đang có một thị trấn Địa Trung Hải đang lên màu, hay là khu vực tháp đồng hồ. Đây chắc chắn là những cái biểu tượng mà sau này tất cả mọi người khi đến với thị trấn Địa Trung Hải, khi trải nghiệm gai đi cáp treo Hòn Thơm, cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, thì chúng ta sẽ đến và trải nghiệm những tiện ích đặc biệt này. Ngoài ra thì những cái quảng trường như quảng trường Con Sò hay là quảng trường La Mã ở phía dưới, nó cũng là những cái điểm mà tập trung cái lượng du khách đông đảo nhất khi đến với thị trấn Địa Trung Hải. Và chắc chắn một điều rằng những căn Shophouse đối diện với khu vực trung tâm như vậy, hoặc là đối diện với những cái công trình biểu tượng, thì nó sẽ với số lượng nó cực kỳ ít, chúng ta có thể đếm trên mặt bằng, nó sẽ riêng khu vực quảng trường La Mã nó đâu đó sẽ có khoảng 44 căn đối diện tại khu vực quảng trường. Còn lại thì những cái khu vực đối diện với các công trình biểu tượng, những cái quảng trường Con Sò hay là các cái cột đá Obelisk khác thì nó nằm ở vị trí phía sau. Và khu vực đó thì nó sẽ mang trong mình những cái mô hình kinh doanh riêng. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về những căn Shophouse tại thị trấn Địa Trung Hải, đặc biệt là chủ đầu tư cho chào hàng những mở bán ra những cái căn Shophouse nằm trên cao độ cao nhất khoảng 60m so với mực nước biển, đó là cung đường Taormina, hay là những căn Shophouse tại cung đường chính Amalfi, hay là những căn Shophouse tại cung đường Milan hay là Burano.
thì anh chị vui lòng liên hệ Viêm Vinh qua số hotline trên màn hình. Đây là dự án duy nhất của Sun Group có pháp lý sở hữu lâu dài về vòng dòng shop house thương mại. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.